bởi vì lo cho em. Cha mới quyết cho em qua đài, cha mong rằng một ngày mai tương lai em sẽ được đổi thay. Cứ khi đi chẳng có chi, vay ngân hàng trả nợ cho em, bán ngô khoai bán hết dầu xoay đủ tiền để mà em xin. Trước cái ngày mà em đi, em có nhớ cha khuyên những gì? Con qua đài đừng ăn chơi, tương lai con sẽ khổ mà thôi. Trước lúc xa sách và ly, em cũng buồn và lệ hoen mi. Cũng hứa chăm, cũng hứa ngoan, khi qua đài cũng sẽ cố gắng. Mới đầu em có đây, em cũng giống với bao nhiêu người, cùng chăm làm cùng siêng năng, cùng chịu chặt trong những bữa ăn. Chẳng ham chơi, chẳng là lời, nghỉ ở phòng mặc thời gian trôi. Tới tháng lương chẳng để hương, có tất cả người về quê hương. Nhưng ai ngờ chẳng bao lâu, em không gắng em không chịu làm. Đòi em ăn chơi theo cách sống của xã hội đen, thích ca ra thích đi ba quan cũng thường thả mình em tưng, cũng xăm tay cũng xăm lưng, mái tóc nhuộm đủ màu em chơi, không lo làm lại ham chơi. Em đã sống ra bao tệ nạn, em chơi bài em chơi lô hết dọc bia tới hết nhà kè. Xa đọa thân em giờ tan như ma, mai chẳng biết có ai nhận ra. Bước qua đây với tương lai, nhưng em giờ còn gì trong tay? Vốn đang vay lãi đang vay, biết khi nào trả đủ em ơi. Chốn quê nhà còn lòng đong, cha khuya sớm nắng mưa tạo tần, dẫu chân mỏi và lưng cong vẫn cố gắng bươn chai làm lâu. Biết không em đã bao